5 năm sau vụ chê Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ, Thanh Lam lại nói thẳng về Mỹ Tâm. Đi về, Thanh Lam thẳng thắn nhận xét Mỹ Tâm chưa đột phá để tạo ấn tượng lớn trong làng nhạc Việt hiện nay. Mới đây, diva Thanh Lam đã trả lời phỏng vấn trong một trang tin điện tử và tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng khi đưa ra những quan điểm khá thẳng thắn về các ca sĩ đàn em. Nói về họa mi tóc nâu Mỹ Tâm, Thanh Lam cho biết: "Tôi thấy Mỹ Tâm đáng quý ở chỗ bạn ấy rất kín đáo và có ekip làm việc chuyên nghiệp, làm thương hiệu xuất sắc. Bạn ấy có tài năng rất vừa vặn với công chúng, nhưng để thực sự đột phá thì chưa, kỳ vọng của tôi với bạn ấy rất cao." Bên cạnh đó, Thanh Lam cũng chia sẻ suy nghĩ giọng hát của Jibu và cho biết cựu hot girl Hà Thành cần có thời gian trau dồi thêm. Thanh Lam cũng ủng hộ ý kiến của Hương Tràm khi nhận xét Jibu. Tuy nhiên, nữ diva dành lời khuyên cho Hương Tràm đừng lao vào cạnh tranh quá nhiều. Vì vẫn còn trẻ, Hương Tràm không có độ hồn nhiên, mơ mộng của lứa tuổi mình mà bị lao vào cạnh tranh nhiều hơn. Đây không phải lần đầu tiên diva Thanh Lam đưa ra quan điểm cá nhân về các đồng nghiệp trong làng giải trí. Vào năm 2012, cô từng vướng ồn ào khi thẳng thừng chia bai Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà, không đủ trình độ ngồi ghế nóng The Voice. Hà Hồ và Mr. Đàm thì có gì để dạy người khác, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều, nói gì thì nói, khi dạy một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình, chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Các bạn ấy không có tiền, không có cuộc sống để làm những thứ to tát thì phải dạy họ bằng thực lực. Lời tuyên bố này của Thanh Lam đã gây chấn động làng giải trí và khiến mối quan hệ của cô với Mr. Đàm, Hồ Ngọc Hà căng thẳng. Vốn là một trong những nghệ sĩ ưu tú của làng nhạc Việt Nam, Thanh Lam được nhiều người yêu mến bởi giọng hát nội lực, đông đầy cảm xúc. Tuy nhiên, những phát ngôn cực sốc dành cho đàn em của cô luôn khiến công chúng đứng hình và choáng váng. Xuân Phạm gặp mặt Isaac sau 7 năm gắn bó thân thiết cùng nhau. Xuân Phạm gặp mặt Isaac trong những trải lòng câu chuyện tình yêu lén lút của mình với một người tình bí mật. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài tâm sự kể về chuyện tình buồn kéo dài 7 năm của chàng ca sĩ Xuân Phạm 365 với bao nhiêu kỷ niệm, song cuối cùng lại kết thúc bởi hai chữ hết duyên. Bên cạnh đó, Xuân Phạm và Isaac đã không còn thân thiết cùng nhau nữa. Cư dân mạng đang đồn thổi rằng hai nam ca sĩ này đã nghỉ chơi cùng nhau sau 7 năm hoạt động nghệ thuật. Có thể thấy tình cảm giữa Sun và Isaac luôn kháng khích và chân thành. Từ những ngày đầu kể từ khi nhóm thành lập cùng tập luyện, làm chung một mái nhà đến nay, cặp đôi này luôn là tâm điểm của những người hâm mộ về tình bạn vĩnh cửu. Isaac là trưởng nhóm luôn hướng mọi thành viên trong nhóm phát triển và chọn lựa con đường đúng đắn dài lâu. Còn Xuân Phạm lại là một chàng trai ôn hòa, sẽ giải quyết tất cả những vấn đề về mọi bộ, bất hòa giữa các thành viên. Cặp đôi này là cặp đôi không thể tách rời. Đây là mối quan hệ cộng hưởng, hỗ trợ cùng nhau. Cả hai bên nhau từ những ngày đầu 365 thành lập nhóm, luôn xuất hiện cùng nhau khi tham gia sự kiện. Những hình ảnh nhí nhố cùng nhau dù là đời thường hay trên sân khấu. Rất nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối trước sự chia tay của cặp đôi này. Người hâm mộ còn chúc phúc mong Jun và Isaac bên nhau trọn đời. Câu chuyện dẫn đến hồi kết, ở thời điểm cặp đôi này chia tay, khi Jun đang ở giai đoạn khó khăn nhất, là lúc nhóm 365 tan rã càng khiến cho Jun rơi vào tình trạng khủng hoảng. Lý do mà đối phương dùng để kết thúc mối quan hệ với Jun chỉ đơn giản hai từ hết duyên, mang lại cả một trời dư âm tiếc nuối từ cộng đồng mạng. Dù chụp chung khung hình nhưng không có chuyện Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên làm lành với nhau. Khán giả chưa vội mừng vì Hà Hồ Lệ Quyên đã chịu chụp ảnh chung thì mới đây cả hai lại tiếp tục lên nhau trong đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng. Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên từng là đôi bạn khá thân thiết ở showbiz Việt. Họ từng là bạn ngoài đời lẫn trong âm nhạc khi cùng kết hợp nhiều lần trên sân khấu. Tuy nhiên, đến năm 2015, đôi bạn đã đường ai nấy đi. Lệ Quyên cho biết giữa cô và Hồ Ngọc Hà có chút bất đồng. Sáng ngày 19 tháng 10, trong một sự kiện, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên bất ngờ vui vẻ tươi cười khi chụp chung với nhau. Một bức hình khiến Đàm Vĩnh Hưng cũng phải thốt lên là hàng hiếm. Bức hình này khiến dân tình xôn xao cho rằng hai người đẹp đã quay lại làm hòa với cầu nối là Mr. Đàm.
Tuy nhiên, cũng vào tối hôm qua, đêm nhạc đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra tại Hà Nội. Điều đặc biệt trong show diễn này là có sự xuất hiện của cả Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên. Khác với hình ảnh vui vẻ chụp hình vào buổi sáng, cả hai tiếp tục làm lơ nhau như mọi khi. Được biết khi Lệ Quyên vừa hoàn thành phần trình diễn của mình và đi vào phòng chờ thì Hà Hồ đi ra để lên sân khấu. Và đáng quan tâm nhất là cả hai người đẹp, chẳng ai thèm ngoái nhìn nhau một cái. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng mời cả hai nữ ca sĩ tham gia vào live show của anh. Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ thêm, dù đồng ý cùng tham gia chương trình, Hà Hồ và Lệ Quyên rất khó để chơi lại với nhau. Anh cũng không muốn đứng ra giảng hòa hay can thiệp bởi cả hai đều trưởng thành và có quyết định riêng. Duy Mạnh phản ứng đầy bất ngờ khi khán giả vô cớ đánh trong lúc biểu diễn. Thay vì đáp trả, phản ứng của Duy Mạnh sau khi một khán giả lao tới đánh đã khiến những ai có mặt không khỏi bất ngờ. Tối ngày 19 tháng 10, nam ca sĩ Duy Mạnh đã gặp sự cố khi trình diễn tại một quán bar ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Cụ thể trên trang cá nhân của một người bạn của nam ca sĩ, người này cho biết trong lúc Duy Mạnh đang biểu diễn, một khán giả đã lao lên sân khấu và đột ngột có hành vi hành hung nam ca sĩ. Tuy nhiên, Duy Mạnh đã tránh kịp thời, sau đó lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt để đưa nam thanh niên gây rối ra bên ngoài và xử lý. Còn Duy Mạnh vẫn bình tĩnh thể hiện nốt phần trình diễn của mình. Đáng chú ý, sau khi diễn xong, Duy Mạnh đã đến gặp khán giả có hành động quá khích kia. Lúc gặp thì thanh niên này cũng không nói lý do vì sao đánh anh, chỉ khóc và liên tục xin lỗi anh Duy Mạnh. Lúc này mặt đã sưng to và có chút máu rơi nhẹ nhẹ. Anh liền nói thôi, đánh làm gì em, nó bị sai quá mà. Anh nói mình đưa 2 triệu cho khán giả quá khích đó về mua thuốc uống. Và anh cũng cảm ơn lực lượng an ninh ba đã xử lý nhanh gọn, không để ảnh hưởng hay gián đoạn buổi biểu diễn của anh. Lúc đưa anh đi gặp, mình cứ lo chắc sẽ chuyện lớn rồi. Không ngờ anh lại xử lý quá tuyệt vời như vậy. Người bạn đi cùng Duy Mạnh viết, Duy Mạnh đã khiến nhiều người nể phục trước cách xử lý tình huống. Hồ Ngọc Hà bất ngờ lên tiếng phản đối tin đồn từng yêu 30 người đàn ông. Nữ ca sĩ có đôi lời chia sẻ về những thông tin liên quan về chuyện tình cảm trong sự kiện mới đây. Hồ Ngọc Hà là một trong nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Việt với những sản phẩm âm nhạc mang tính giải trí cao và hết sức chỉnh chu. Tuy nhiên khán giả cũng nhắc đến cô rất nhiều về những thị phi, đặc biệt là chuyện tình cảm yêu đương của Hồ Ngọc Hà. Mới đây trong một sự kiện âm nhạc tại Hà Nội, Hồ Ngọc Hà cùng làm khách mời với Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên và Lê. Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ xoay quanh câu chuyện yêu đương của mình trong suốt thời gian vừa qua. Cô thể hiện ca khúc Gửi Người Yêu Cũ. Và khi trình bày xong, cô cũng đính chính rằng cô không còn yêu nhiều người như những tin đồn lâu nay. Tôi yêu nhiều năm và yêu sâu đậm chứ không phải yêu nhiều về số lượng, Hồ Ngọc Hà khẳng định. Nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm mối tình kéo dài thời gian nhất là 8 năm và gần đây nhất là 3 năm. Ngoài ra, cô còn phản đối thông tin mình yêu 30 người. Hồ Ngọc Hà hài hước khi bộc bạch năm nay cô 33 tuổi. Nếu như yêu 30 người thì không biết rằng cô đã yêu từ bao nhiêu tuổi nữa. Thời gian vừa qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xuất hiện thường xuyên trên các diễn đàn vì nghi vấn cả hai đang có mối quan hệ tình cảm. Sự thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được truyền thông, khán giả ngày càng quan tâm sau khi ra mắt MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Hồ Ngọc Hà vướng tin đồn phim giả tình thật với nam diễn viên Kim Lý khi cả hai thể hiện những cảnh khóa môn quá nồng nhiệt. Thậm chí cả hai còn liên tục bị phát hiện khi đi du lịch bí mật cùng nhau, cô diện bikini gợi cảm và hết sức tình tứ với người yêu tin đồn. Dù có rất nhiều bằng chứng có mối quan hệ trên mức bình thường của cặp đôi này, nhưng cho đến nay cả hai nhân vật chính vẫn chưa ai lên tiếng thừa nhận chính xác về mối quan hệ giữa họ là gì với đông đảo người hâm mộ. Choáng với mức độ xì tin nhí nhảnh của thân mẫu các sao Việt. Ngay cả fan của các sao Việt cũng thích thú khi được gặp gỡ trò chuyện với những bà mẹ xì tin này. Mẹ nhí nhảnh của Khởi My. Mẹ Khởi My hay được gọi với tên thân mật là Má Năm, người luôn đồng hành cùng nữ ca sĩ trên suốt mọi chặng đường trong cuộc sống lẫn nghệ thuật.
Mặc dù đã lớn tuổi, song cũng như cô con gái của mình, má Năm luôn vui vẻ, trẻ trung và hài hước. Đặc biệt, độ xì tinh khi chụp ảnh tự sướng của bà cũng không hề thua kém cô con gái nổi tiếng. Má Năm chụp ảnh tự sướng đúng kiểu theo phong trào chu môi với giới trẻ. Mẹ của Khởi My cũng rất nhiệt tình hợp tác với cô trong việc ghi lại khoảnh khắc nhí nhảnh. Dù tuổi đã cao nhưng mẹ Khởi My lại hết sức vui vẻ và dễ dàng hòa hợp với bạn bè của các con. Vì vậy, mọi người luôn gọi má Năm là một người bạn đáng yêu, đồng hành trong mọi cuộc vui với họ. Mẹ trẻ trung của Khe Vinh Khánh. Mẹ của Khe Vinh Khánh và cũng chính là mẹ chồng Khởi My trong ít ngày nữa, không chỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung mà còn có tính cách khá xì tinh, sành điệu. Mẹ ruột Khe Vinh Khánh tên là Lê Thu Vân, cũng chính là mẹ Khởi My. Cô được các con và người hâm mộ gọi thân mật là má Vân. Mái tóc ngắn, trang phục trẻ trung nhưng vẫn sang trọng và cách trang điểm tự nhiên khiến cho người ngỡ ngàng vì sự trẻ trung của mẹ chồng Khởi My. Được biết, má Vân thường xuyên sử dụng mạng xã hội để cập nhật tình hình, hình ảnh của các con. Nếu mẹ Khởi My thường xuyên đi cùng con trong các chuyến công tác, thì má Vân cũng là người tháp tùng Khe Vinh Khánh trong những chuyến đi xa. Hai mẹ con khá thân thiết nên má Vân cũng thường xuyên lên sóng cùng Khe Vinh Khánh. Mẹ hài hước của Bích Phương. Nếu như Bích Phương được khán giả yêu mến bởi tính cách khá nhí nhảnh và được mệnh danh là thánh lầy sau Bích Việt bởi những phát ngôn biểu cảm hài hước, thì mẹ của nữ ca sĩ cũng khá thú vị không kém. Trên trang cá nhân của mẹ Bích Phương, cô luôn thu hút mọi người bằng những dòng trạng thái đậm chất xì tinh và những câu nói rất bá đạo. Mẹ Bích Phương khá trẻ trung so với độ tuổi thật của mình. Mẹ Bích Phương thu hút sự chú ý của mọi người vì cách nói chuyện rất hài hước. Cô cũng thường xuyên chê bai con gái bằng giọng điệu đáng yêu. Mẹ xì tinh của Bảo Anh. Như mọi người vẫn hay nói, Bảo Anh xinh đẹp một phần nhờ hưởng được gen di truyền từ mẹ, nhan sắc của mẹ Bảo Anh luôn khiến mọi người bất ngờ khi lần đầu gặp gỡ. Bên cạnh đó, mẹ của Bảo Anh còn nổi tiếng với sự trẻ trung từ nhan sắc tới gu thời trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Từ khi tham gia làng giải trí đến nay, Bảo Anh luôn được mẹ chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Mẹ Bảo Anh không ngại đáp trả anti-fan thay cho con gái trên mạng xã hội. Mới đây, mẹ của nữ ca sĩ còn âm thầm cùng các fan lên kế hoạch tổ chức sinh nhật mừng tuổi 25 cho con gái tại nhà riêng.